chiếc heo bị quả báo khốc liệt. Tại trấn Bà Dầu, huyện Hợp Phì, tỉnh An Huy, có một người tên là Tuyên Tứ. Anh ta làm nghề mổ lợn đã hơn 20 năm, góp nhóp tiền bạc cũng đã khá nhiều. Anh ta có 3 căn nhà, một căn dùng để ở, còn hai căn cho người ta thuê. Lại có ruộng tốt khoảng 100 mẫu. Theo lẽ, gia cảnh như thế anh ta có thể nghỉ tay được rồi, nhưng mà lòng người không bao giờ thỏa mãn hơn nữa, sự hiếu sát của anh ta cũng thành thói quen, cho nên ngày nào cũng mài dao xèn xoẹt, xoẹt, giết heo vô số kể. Một ngày kia, vào lúc canh năm, anh thức dậy nấu nước sôi chuẩn bị mổ heo, thì bấy giờ bà vợ đi vào cầu tiêu, bỗng dưng bà trông thấy có hai người đàn bà đang nằm trong chuồng heo. Bà ngạc nhiên, liền đến tận nơi xem cho kỹ, thì quả thật mình chẳng nhìn lầm chút nào. Thế là bà vội vàng đem chuyện ấy đến mách với ông chồng, rồi đề nghị. Ông không nên giết heo nữa đấy nhá. Tuyên tứ cười lớn nói, như vậy nhất định là bà bị hoa mắt rồi, chẳng lẽ lại có chuyện đó thật sao? Bà vợ ông bèn lấy con dao giết heo ném vào trong cầu tiêu. Do thế, ngày hôm ấy tuyên tứ không thể giết heo. Thế nhưng, chung cục, ông không hề có chút mảy may hối hận nào. Hôm sau, Bà mời những người thân bên gia đình bà chứng kiến, rồi bà nói rạch ròi với tuyên tứ. Nếu anh vẫn một mực duy trì cái nghề này, thì nhất định tôi phải chia ly với anh. Thế nhưng, tuyên tứ cố chấp, chẳng đoái hoài gì đến tình nghĩa của người vợ đã bao năm chung sống với mình, nói nhát gừng. Chia ly thì chia ly, để xem bà mong muốn cái gì. Thế là, hai người đem tất cả ruộng đất của cải ra chia hai, mỗi bên một nửa, bà vợ bồng một đứa bé mặt mũi khôi ngô đem về ở với mình, còn tuyên tứ vẫn giữ nghề nuôi heo như trước. Rồi ông lần lượt đem giết thịt hết những con heo nuôi trong chuồng. Lúc ấy lại nghe tin đứa con thân yêu của mình bị bạo bệnh mà chết, khiến bà vợ đã ly thân kêu khóc thống thiết. Bây giờ, trong lòng tuyên tứ mới hơi nao núng hối hận một chút. Sau sự kiện chấn động này, bất đắc dĩ ông lao vào cờ bạc để tiêu sầu giải muộn. Thế rồi say mê cái thói đỏ đen, cả ngày lao vào sòng bạc, nhưng mà không có lúc nào gặp vận hên. Lại bị ma đưa lối quỷ đưa đường, tuyên tứ đánh keo nào thua keo ấy, càng muốn gỡ gạt thì càng bị thua đậm. Chung cục, ông đem bán hết phần ruộng của mình để chạy theo canh bạc, không kiếm lại ít nhiều, nhưng tất cả đều tan theo mây khói. Thế là ông quyết định xây dựng lại sự nghiệp, bèn mua vài con heo đem gửi cho bà vợ đã chia ly nhờ bà nuôi giúp nhưng chưa đầy một tháng thì mắc một chứng bệnh kỳ quái, miệng mũi lúc nào cũng tuôn ra máu mũ, đau đớn tột cùng. Sớm chiều cứ nằm trên giường kêu la bi thảm như tiếng heo bị chọc huyết. Tình trạng ấy kéo dài chừng một năm rồi chết một cách thê thảm. Ưa thịt gà bị trả quả Trong thiên bút ký của kỹ hiểu làm tiên sinh có kể một câu chuyện. Khi một chiếc thuyền của quan phủ rất lộng lẫy cập bến, một người vợ trẻ tuổi của viên quan tri huyện đứng tựa bên cửa sổ khóc lớp tấm tức những kẻ hiếu kỳ bèn đứng tụ tập lại bên bờ để xem trong số họ có một người nhận diện được người thiếu phụ ấy liền kêu lên ôi chao đó chẳng phải là phu nhân của quan tri phủ hay sao đúng rồi đường đường là phu nhân của quan tri phủ chẳng lẽ có điều chi oan khuất mà sầu bi đến thế kẻ khác chêm vào nhưng vì phu nhân của quan tri phủ vừa thấy một giấc mơ kỳ quái trong mộng bà thấy đứa con gái của bà bị chết rồi người ta đem trói chặt lại tha hồ cắt xẻ khiến cô kêu la thảm thiết khi tỉnh mộng lòng bà còn kinh hoàng thì mường tượng hình như tiếng kêu bi thảm kia phát ra từ một chiếc thuyền bên cạnh bà nhũ mẫu nghe tiếng kêu khóc của phu nhân quan tri phủ bèn vội vàng bước ra ngoài khoang thuyền rồi kêu lên thất thanh a à, thì ra, trên thuyền bên cạnh ngay lúc ấy, người ta đang mổ thịt một con heo sữa, huyết máu tuôn ra lai láng. Tiếng kêu của nó nghe rất thảm thương, làm cho không ai dám đưa mắt nhìn. Chỉ thấy trên chân của con heo sữa ấy được buộc một mảnh vải đỏ, giống y hệt cái khăn đỏ cột trên cánh tay con gái của mình mà phu nhân đã thấy trong mộng. Do đó, nhũ mẫu liền đến báo cho phu nhân biết. Phu nhân nghe trình báo, lòng xúc động mãnh liệt, liền sai người hầu cầm tiền đến mua lại con heo kia. Con heo ấy tuy không thể sống lại được, nhưng còn giữ được cái thân nguyên vẹn. Về sau, bọn tôi tớ có người biết được câu chuyện ấy, bèn rỉ tai nhau bàn tán, rồi dần dần truyền rộng ra ngoài. Tính tình của phu nhân hiền thục, ôn hòa, sắc đẹp đáng giá ngàn vàng, hoàn toàn không có một tật xấu nào, chỉ có điều từ bé đến giờ rất khoái thịt gà, thậm chí bữa ăn nào mà không có thịt gà thì bà nuốt cơm không trôi. Có lẽ mỗi năm những con gà bị giết để cung cấp thịt cho bà cũng 7-800 con là ít. Vì thế mà phu nhân bị chết yểu lúc mới 16 tuổi. Như vậy chẳng phải là do thích ăn thịt gà mà bị quả báo chết yểu hay sao? Làm lành chuyển họa thành phúc. Dưới ánh đèn lờ mờ, một người đang nằm trên chiếc giường sạch, rên rỉ, lăn qua, lăn lại. Anh ta dùng tay xoa bóp liên tục phía bên trái của bụng và kêu la ơi ới. Ô chao đau quá, đau chết tôi mất. Trong cảnh tượng mơ mơ hồ hồ ấy, hình như linh hồn thoát ra khỏi xác rồi chạy đi, nhưng không phải chạy trên đường mà chạy trên hư không, càng lúc càng nhanh. Anh ta không hiểu vì sao mình mắc mứu đến tận cõi thượng giới như thế. Càng đi lên cao, đến một cõi bao la thăm thẳm khiến anh ta sợ bắt phát khiếp. Thế rồi anh ta được đưa đến một cung điện cực kỳ trang nghiêm rộng rãi. Tại đây, anh bị các quỷ tốt xấu xí giữ tận lôi kéo vào trong. Bây giờ, anh mới biết là mình đến cõi âm phủ. Thì hóa ra vừa rồi, mình tưởng thăng thiên là một sự tưởng tượng sai lầm. Ở đây, anh thấy một vị đội mũ vua, tướng mạo bệ vệ nhưng rất uy nghiêm, khiến người ta trông thấy phải sợ hãi. Ngài đang ngồi nghiêm trang ở chính giữa, và bên phải ngài là một vị phán quan đang đứng. Vị vua đang ngồi ở giữa điện ấy cất tiếng hỏi anh, Người có biết là số mạng của người đã hết rồi không? Và tổ phụ của người cũng mắc phải chứng bệnh đau bụng như người mà chết, người có biết không? Anh ta khiếp sợ quá không dám trả lời Này Mạnh Triệu Tường Ta nói thật cho ngươi biết Tổ phụ của ngươi lúc còn ở đời Đã sát hại quá nhiều sinh mạng Cho nên mới bị quả báo như vậy Ta thấy ngươi có căn lành phước lộc Từ nhiều đời quá khứ Cho nên ta mở cho ngươi một sinh lộ Cho ngươi được sống thêm ít năm nữa Nhưng từ nay trở đi Ngươi phải không được sát hại Mà phải phóng sinh đồng thời phải đem những lời ta dạy bảo trong giấc mộng này in ra phổ biến để khuyên bảo người đời. Có như thế thì mới mong chuộc lại được những lỗi lầm của nhà ngươi trước đây. Vậy ngươi đã rõ chưa? Mạnh Triệu Tường sau khi hồi dương tỉnh mộng, liền đi tới trước bàn Phật phát nguyện lời từ bỏ sát sinh, đồng thời ghi chép lại một thiên bút ký trong giấc mộng, đem in ấn tống cho mọi người, cực lực khuyên mọi người làm lành về sau không những đổ tiến sĩ, làm quan to, mà còn sống rất trường thọ. Lương tiên sinh là Hoa Kiều, hậu duệ đời thứ ba của dòng họ Lương. Ông cư ngụ không xa thành phố Bangkok nổi danh, kinh doanh hãng trà gạo. Ông Lương vừa bỏ ra hơn 10 vạn để làm tang lễ cho một con chó. Câu chuyện này kể ra thực rất cảm động. Hôm nay là ngày công đức viên mãn, cúng lễ đầu thất của con chó. Chiều tối sẽ cử hành lễ thiêu, khách đến không nhiều. Trước khi hỏa táng, ông Lương còn thỉnh cao tăng trứ danh tụng kinh, quốc quay phim, ghi hình toàn bộ buổi lễ. Chủ sự còn đặc biệt tặng cho mỗi tân khách một quyển sách rất đẹp làm kỷ niệm. Bề ngoài, in hình một con chó thái hồn dũng đứng bên cạnh là đứa bé ba tuổi chuyện bắt đầu từ bốn năm trước, khi Lương Tiên Sinh vừa kết hôn không lâu. Ngày nọ, ông cùng với vợ ngồi thuyền đến chùa cúng dường tạo phúc. Hôm đó, hai vợ chồng trai tăng sông, lúc lên thuyền thì phát hiện có một con chó té xuống sông. Nó đang thở thôi thớp. Ông và vợ vội cứu lấy con chó lên, lau khô mình nó. Sợ nó bị lạnh, nên lấy khăn lông quấn cho ấm rồi đem về nhà. Hai vợ chồng đồng yêu thích con chó cái này. Năm sau, bà Lương sinh hạ được một bé trai. Vừa lúc ấy, con chó cái cũng sinh ra một chú chó đực. Tục ngữ dân gian nói, đơn trư cùng, độc cẩu phú. Một heo nghèo, một chó giàu. Ý nói là, nếu sinh một con chó, thì sẽ giúp cho chủ nhân phát tài vận hên quả nhiên không bao lâu thì vận mai tới nhà họ do chính phủ muốn nông thôn phát triển nên đã cho xây một con lộ to rộng trước công xưởng lương tiên sinh giá đất hai bên đại lộ nghiễm nhiên tăng vọt mai là thủ tiên lương tiên sinh để lại rất nhiều đất sát bên công lộ thương trường địa sản lên ngôi giá tăng cao không ngờ Ngoài ra, khi không lộ xây xong, giao thông càng tiện lợi, hãng xây gạo nhân đây làm ăn càng phức. Nó cứ như là chiều gặp gió. Vận may đến bất ngờ như thế, mọi người đều quy công về chú chó con. Ông Lương đặt tên cho nó là Hảo Vận, và gọi thằng bé con mình là Tiểu Ba. Hảo Vận ngày một lớn, giao du thân thiết với cậu chủ nhỏ đồng tuổi mình lúc tiểu ba chập chững tập đi thì hảo vận nhẫn nại theo sát một bên nâng đỡ quấn quýt không rời như hình với bóng lương ti sinh nói nó giống hệt như bảo mẫu vậy một buổi chiều nhá nhem tối công dân xưởng say cùng với công dân xưởng khác phát sinh ấu đả tập thể mọi người không ai chú ý đến tiểu thiếu gia cậu bé mới ba tuổi ưa chạy lung tung do bất cẩn nên té xuống sông. Nhìn thấy tiểu ba dãy dùa, trong chớp mắt đã chìm xuống, con hảo vận cả kinh, nó bất chấp tất cả, liều mạng nhảy xuống sông, dùng lưng đội tiểu chủ lên. Tiểu ba liền ôm chặt con chó, nhưng bờ sông dốc cao quá, vô phương leo lên. Bốn chân hảo vận không ngừng bơi dưới nước, ráng sức đội tiểu chủ. Nhưng, do đầu nó bị tiểu ba ôm chặt. Chỉ có thể lâu lâu hướng mũi lên trời thở. Khi hai vợ chồng ông Lương phát hiện, cô bé giúp việc, người mà họ thuê chăm sóc tiểu ba cũng đang dí mũi vào đám người gây lộ, thì họ vội vàng hỏi. Cậu chủ đâu rồi? Trời ơi! Cậu chủ đâu, đâu rồi? Cậu chủ, chủ đâu mất tiêu rồi? Cậu chủ đâu? Cậu chủ đâu rồi? Mọi người mới tủa ra đi khắp nơi kiếm tìm kịp thời phát hiện ra tiểu ba và hảo vận đang ở trong con sông, lương tiên sinh vội nhảy xuống nước bồng tiểu ba lên trước, sau đó vớt hảo vận lên. lúc này thế lực hảo vận không còn chống chọi được nữa, nên chìm xuống. lương tiên sinh ráng sức cứu và bồng được con chó cưng về nhà. con trai ông đã thoát hiểm, hảo vận cũng dần dần tỉnh lại. hảo vận liều mình cứu tiểu chủ nghĩa cử này không những được chủ nhân cưng yêu bội phần mà láng giềng đều ngưỡng mộ ca ngợi nhưng con hảo vận không giống người không vì được sủng ái mà sinh kiêu ngạo nó vẫn như xưa luôn theo sát quấn quýt bên tiểu chủ đang lúc mọi người nhiệt liệt bàn về nghĩa cử cứu tiểu chủ của con chó thì sự tình bất khả tư nghi phát sinh nguyên là cô tớ gái chăm sóc tiểu ba còn trẻ, ham chơi, nên bị chủ sai đi lau chùi nhà vệ sinh và tạm thời giao công việc bảo mẫu này cho một bà lớn tuổi, chín chắn hơn, lo liệu. Ba tháng trôi qua, một buổi chiều nọ, bà vú này dẫn tiểu ba và hảo phận ra đường rau, cạnh công xưởng chơi. Thình đình xuất hiện một con rắn mắt kính, thân mập, to bằng bắp tay, dài hơn hai mét, đầu nó ngốc cao, nhắm hướng bà vú tấn công và mổ nơi gáy bà một cái. Té ra, con rắn này nó đang ấp trứng, mà các bà mẹ động vật trong thời kỳ hậu sản, tính rất hung dữ, luôn sẵn sàng tấn công, vì đó là thiên tính bảo vệ con của tình mẫu tử. Rắn mẹ cắn bà vú xong, thì quay sang tiểu ba, bắt đầu cuộc công kích. Lúc này con hảo vận thông minh đang đứng cạnh tiểu ba, Thấy tình thế nguy hiểm, nó lập tức nhảy lên đứng chắn trước tiểu ba. Đúng vào lúc con rắn phóng tới mổ cắn, và hảo vận đã lãnh thay cứu mổ đó. Dù bị thương, nhưng con chó vẫn ráng cắn vào đuôi con độc xà. Hai bên, hai bên quần thảo kịch liệt trên đất. Trong lúc này, bà Phú chỉ kêu được một tiếng. «Cứu mạng! thì nọc độc phát tán bà té xuống bé tiểu ba ngây thơ không biết sợ chỉ đứng đó nhìn con rắn và chó đấu nhau khi công dân và lương tiên sinh chạy đến thì mặt bà vú đã chuyển sắc đen không còn nói được nữa hảo vận cũng bị nọc độc chạy vào tim mắt nó chảy máu tươi mất hết sức lực nhưng nó vẫn cắn chặt đuôi rắn nhất quyết không nhả Mọi người đập chết con độc xà. Nhưng hảo vận trúng độc quá nặng, nó đưa mắt nhìn chủ lần cuối, rồi tắt hơi. Nước mắt ông Lương rơi như mưa, ông cứ ôm con chó cưng trong lòng mãi. Mọi người lay tỉnh Lương tiên sinh, nhắc rằng trên mình chó có độc. Trong giây phút tống biệt, ông Lương nghẹn ngào dặn dò mọi người phải dùng nghi thức cực kỳ trang nghiêm để tổ chức ma chai cho con hảo vận trung nghĩa và tang lễ này được cử hành suốt bảy ngày bảy đêm long trọng chưa từng có đối với một con chó tang lễ hoàn tất mọi người đều bị tấm lòng trung nghĩa của con chó làm cảm động ai cũng tán thán rằng nhờ vợ chồng ông lương bốn năm trước cứu chó nên ngày nay mới chiêu được thiện báo có thể thấy con người và loài vật, như con chó, có thể sống chung bầu bạn hài hòa, cùng hỗ tương cứu hộ, thân thiết như tay chân. Vì vậy, con người không nên ngược đãi chó, càng không nên sát hại, ăn thịt nó giả mang. Cứu vật, vật trả ơn sau trận sóng thần khủng khiếp năm 2004 ở Ấn Độ Dương, chúng ta đã được nghe về nhiều câu chuyện sinh tồn khó mà tin được do những người sống sót kể lại. Một trong số đó chính là câu chuyện nhờ vào lòng tốt, một người Sri Lanka được cứu mạng. Chuyện là sáng nào người đàn ông này cũng mang theo một ổ bánh mì đến ven eo biển nối liền với đại dương để cho cá ăn một hôm có một con cá sấu to xuất hiện giống cá sấu sri lanka vốn rất hung dữ và nổi tiếng hay ăn thịt người tuy nhiên con người tốt bụng đó không sợ con cá sấu ông ném cho nó vài lát bánh mì con cá sấu nuốt chửng và bơi đi kể từ hôm đó sáng nào con cá sấu cũng trở lại để lấy phần ăn sáng của nó là mấy lát bánh mì rồi hiền lành bơi đi buổi sáng hôm có sóng thần người đàn ông nọ cũng đang cho cá ăn như thường lệ do đứng gần mép nước ông bị dòng nước hung hãn cuốn trôi ra khơi ban đầu ông cố bám lấy một cái ghế gỗ nhưng sức nước quá mạnh, khiến cho cái ghế gãy nát. Rồi ông chụp lấy một mẫu gỗ khác, nhưng nó cũng bị cuốn ra xa ông. Khi sắp chìm, ông bỗng thấy có một khúc gỗ nổi gần mình, nên chụp lấy nó. Nhờ vậy mà ngoi lên và thở được. Khi đã định thần lại, ông nhận ra có điều gì đó rất khác lạ đang xảy ra trong khi những khúc gỗ khác đều bị dòng nước cuốn ra khơi thì khúc gỗ mà ông đang bám lại bơi theo hướng ngược lại vào bờ khi vào đến bờ ông nhảy xuống khỏi khúc gỗ và bò vào bờ an toàn mãi đến khi đó ông mới nhận ra khúc gỗ của mình có đuôi đó chính là con cá sấu nọ những người hoài nghi cho rằng sở dĩ con cá sấu nọ cứu người đàn ông là để sáng hôm sau nó lại được ăn bánh mì nhưng với người thông thái con cá sấu nọ đã trả ơn cho lòng tốt của người đàn ông làm sao mà gà bò và heo lại chết vì cái bẫy chuột ngày xưa có năm con chuột một con gà một con heo và một con bò kết bạn với nhau và cùng sống trong một nông trại xa xôi cách biệt với mọi thứ bầy chuột sống ngay trong nhà chủ nên thường xuyên có dịp giúp đỡ chúng bạn mỗi khi nghe ông bà chủ muốn làm món gà rán chúng bảo ngay cho con gà đi trốn khi nghe bà chủ muốn làm món xúc xích heo để ăn tối chúng lập tức báo cho con heo biết và con heo liền lăn ra đất giả vờ bệnh. Và khi nghe bác nông dân muốn làm bữa bò nướng, chúng liền báo cho con bò biết để tạm lánh sang cánh đồng khác. Vì thế mà con gà, con heo và con bò đều gọi chúng là năm chú chuột thông minh. Một chiều nọ, một trong số năm con chuột nhìn thấy bác nông dân đang mở một thùng đồ qua khe nứt trên vách tường và nó gần như nín thở thì thấy bên trong cái thùng đó là một cái bẫy chuột. Ồ không, họ sẽ quay chúng ta lên mất. Chúng ta tận mạng rồi. Nó bảo với đám chuột bạn và hỏi, Giờ chúng ta phải làm sao đây? Thế là đám chuột quyết định đến nhờ bà gà giúp đỡ. Cục cục cục, bà gà đáp, Cái bẫy chuột bé tí thì hại gì đến ta kia chứ, đám chuột hết sức ngạc nhiên khi bà gà thậm chí còn không thèm an ủi chúng chứ đừng nói gì đến giúp đỡ dù chúng đã từng giúp bà ta trước kia thế là đám chuột bèn đến gặp bác heo ụt ịt ụt ịt bác heo trả lời ta đang rất bận ta sẽ trả lời các cháu sau nghe nhưng xét cho cùng thì cái bẫy chuột có ảnh hưởng gì đến ta kia chứ một lần nữa, đám chuột hết sức thất vọng. Thế là cả bọn đã đến gặp người bạn anh Dũng và to lớn nhất của mình là bà bò. Bà bò bận nhai cỏ đến nỗi thậm chí không có thời gian để ụm bò. Sau khi nghe đám chuột hết lời cầu khẩn, bà bảo Thôi được, ta sẽ suy nghĩ lại về chuyện này, mặc dù đó không phải là chuyện của ta. Đám chuột trở về nhà mà lòng không khỏi sửng sốt trước thái độ của ba con vật kia. Nhất là sau tất cả những lần chúng đã giúp họ thoát mà. Đêm đó, trong lúc đi tìm thức ăn, một chú chuột đã giảm phải cái bẫy chuột và tắt. Thế là chú đi thẳng lên thiên đàng. Vì lúc sống, chú vốn rất tốt bụng. Bốn con chuột còn lại nghe thấy âm thanh đó, bèn đến giúp chú chuột xấu số. Nhưng chúng chẳng làm được gì trước một người anh em đã qua đời cả bọn khóc than thảm thiết nghe thấy tiếng bẫy sập vợ bác đông dân bèn ra xem sao thì thấy một con chuột đã chết bên cạnh bốn con còn lại đang khóc than đau khổ và lần lượt ôm chầm lấy nhau trước cảnh tường đó vợ bác đông dân thét lên rồi lăn ra bất tỉnh sáng hôm sau vợ bác đông dân vẫn còn sốc và nằm liệt giường bác nông dân bèn nghĩ cách giúp vợ khỏe lại thế là bác nghĩ đến món súp gà bác bắt bà gà giặt lông nấu súp cùng chút muối và tỏi chẳng mấy chốc mà bạn bè của họ biết tin vợ bác nông dân bị ốm thế là họ kéo nhau đến thăm khiến bác nông dân phải nghĩ cách hết đãi họ thế là bác thịt bác heo để làm món sườn đứng đại khách nhưng bất hạnh thay vợ của bác nông dân không bao giờ trở dậy nữa và qua đời rất nhiều người đến dự đám tang của bà và bác nông dân đã làm món bánh mì kẹp thịt bò nướng để đãi họ câu chuyện là vậy đó cái bầy chuột bé nhỏ đã giết chết con gà con heo con bò như thế đó bởi thế mà bạn đừng bao giờ nghĩ rằng đó không phải là chuyện của tôi vì một khi bạn bè đã cần đến sự giúp đỡ của bạn thì chuyện đó cũng liên quan đến bạn. Và đó cũng chính là ý nghĩa của tình bạn. Sức mạnh sám hối Mỗi người chúng ta trong quá khứ vì thiếu hiểu biết mà tạo vô số ác nghiệp khiến tự tánh quý giá bị ô nhiễm, vấy bận, bùi trần. Do tâm bị vô minh che lấp khiến chúng ta chẳng thể nhìn thấy ánh sáng khoan minh. Vì vậy, cần phải quét sạch, trần cấu. Theo nhà Phật, phương pháp tẩy sạch trần cấu tốt nhất chính là sám hối một trong các thiện hạnh như tụng kinh lễ phật niệm phật trì chú vân vân tổng giám đốc trần là nữ doanh nhân chủ một đại xí nghiệp thành đạt bà học phật đã hơn 2 năm dưới ảnh hưởng của bà nhiều nhân viên trong xí nghiệp cũng bắt chước ăn chay tập tu theo nhờ đó mà đời họ thay đổi tinh thần phấn chấn xí nghiệp càng phát mạnh chất lượng sản phẩm thêm ổn định so với các xí nghiệp khác thì bà trần là một nữ lãnh đạo nổi tiếng được mọi người nhiệt liệt khâm phục ngợi khen ngày nọ bà trần đến nhà tôi kể về tình trạng sức khỏe của mình bà than thời gian gần đây mình hay bị nhức đầu dữ dội mà không rõ nguyên nhân chứng bệnh này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác sinh hoạt và việc tu tập của bà. Lúc bà Trần đương kể lễ về chứng nhức đầu, thì tôi bỗng nhìn thấy từ vai trái đến gáy của bà, xuất hiện một con cá sấu thiệt to, không ngừng cắn xé nơi cổ bà, khiến cho phần bên trái đầu máu chẳng cung ứng đủ cho não. Tôi không kìm được. Vội hỏi. Bà có từng ăn thịt cá sấu hay loài vật quan giả nào không? Bà Trần rầu rĩ nói. Trời ơi. Tôi đã ăn quá nhiều thịt động vật. Ừ. Trước đây khi còn ăn mặn, do phải thường xuyên chiêu đãi xã giao với khách nên tôi đã ăn hầu hết mọi loài quan dã như đà điểu nè, rùa, thỏ rừng, gà tuyết, độc xà, thậm chí cả cá sấu nữa. Nhưng mà thịt cá sấu tôi chỉ ăn qua có một lần Hơn nữa lại là dạng thịt đông lạnh Người ta đã giết sẵn trước đó rồi Tôi giải thích Mặc dù bà chỉ ăn một miếng thịt Nhưng chính bà là người đứng ra mời khách Tự xuất tiền cho vụ tàu ác nghiệp này Phải biết những loài động vật quan dã Tương tự cá sấu Có tính linh rất lớn Chẳng nên tùy tiện giết nó không nên vì ham ngon miệng no bụng mà ăn thịt chúng. Ngài tuyên quá từng giảng, vì sao không nên sát sinh? Lý do như sau: Chúng ta ăn thịt chúng sinh, sẽ thu nạp khí và máu huyết súc sinh vào thân chúng ta. Thần thức nó cũng đeo theo quấy phá. Chính con cá sấu đã ra tay báo thù, khiến thân thể bà luôn bệnh hoạn, cực suy. Hiện giờ thần thức nó đang ở phía bên trái từ da đến gáy của bà. Nó không ngừng cắn xé cổ bà, làm cho não bên trái máu không cung ứng đủ. Đó là nguyên nhân vì sao bà nhức đầu. Bà Trần tỉnh ra. Nói như vậy thì tội tôi quá lớn. Vì tôi từng ăn qua rất nhiều động vật quan dã Nhất định tôi phải sám hối Tụng kinh phát nguyện Trước tiên phải hồi hướng Cho con cá sấu này đã Tối đó tắm rửa xong Bà Trần quỳ trước Phật Tụng kinh địa tạng Hồi hướng cho con cá sấu đã bị giết hại Trong quá trình tụng kinh Bà ráng chịu đựng Kiên trì tụng hai bộ kinh địa tạng Và khắc phục được Các chứng chống mặt nhức đầu Khoa hôm sau Lúc gặp lại Tôi thấy tinh thần và tướng mạo bà Đã có thay đổi tốt Mặt bắt đầu tươi tắn hồng hào Những vết ám đen cũng tan hơn phân nửa Chiều đó Mấy đạo hữu đến thăm bà Trần Trước mặt mọi người Bà Tổng Giám Đốc Oai Vệ này Đã buông bỏ hết vẻ cao ngạo quan liêu của mình Thành khẩn kể lễ Phát lộ những lỗi lầm Mình từng phạm trong quá khứ Chân thành sám hối Tội mình đã từng ăn và giết hại nhiều sinh vật Bà sám hối ngày xưa Khi làm lãnh đạo Đã có tâm cống cao ngã mạng Nóng nảy hẹp hòi Sám hối mình lúc chưa học Phật Đã tạo nhiều ác nghiệp chất chồng Ngay lúc bà đang sám hối Những vết ám đen còn lưu trên mặt Dần dần tan biến hết Thay vào đó là nét sáng rỡ Hồng hào tươi tắn Lúc này tôi nhìn thấy Những chúng sinh từng bị bà làm hại Đang thấp thoáng ẩn hiện Dưới uy lực chân thành sám hối của bà Chúng sinh tâm tha thứ hỷ xã Rồi từng tớp, từng tớp cùng bay lên Trong dốc lá Đã vãng sinh vào thiện đạo Sức mạnh sám hối thù thắng Và cực kỳ lớn như thế Đã khiến mọi người xúc động sâu sắc Cả hội trường nhốn nháo Cùng nhau thú tội Thế là anh một câu Tôi một câu Ai cũng thành tâm phát lộ nhận lỗi Lao sao tự kiểm điểm ác nghiệp Và những lầm lỡ sai quấy của mình Đã tạo trong quá khứ Sức mạnh của sám hối đúng như Phật từng thuyết trong kinh nghiệp báo sai biệt như sau: nếu người tạo tội nặng mà biết ăn năn tự trách, sám hối lỗi xưa, nguyện không tái phạm, ác có thể nhổ sạch tầng gốc mọi ác nghiệp. Liễu nghiệp. ầm à một tiếng, chiếc xe tiền khôn lái bỗng tông vào dãy phân khách trên đường. Lúc đó, tuy là ban đêm, nhưng đèn đường sáng choang hơn nữa tốc độ xe không nhanh Nhưng chẳng biết vì sao tầm nhìn của tiền khôn trở nên hồ đồ Ông cảm thấy tấm kính trắng gió trước mặt đầy bụi Căn bản là không nhìn ra dãy phân cách ở phía trước Tùy theo tốc độ của xe Mà dãy phân cách bị tông với mức độ tương đương Nghe chiếc xe phát ra âm thanh càng kẹt càng kẹt bất thường Tiền khôn vội đạp thắng Mới phát hiện thắng xe đã hỏng Lúc này con gái của ông ngồi phía sau căng thẳng la to Ba Dừng lại đi ba Nếu không sẽ tâm vào xe phía trước đó Nhưng chiếc xe không còn nghe Theo điều khiển Nó tông thẳng vào dãy phân cách Ngay lúc này tại khúc quanh Bỗng có một chiếc xe vận tải xuất hiện Xe tiền khôn tông tiếp vào chiếc xe hàng này Rồi mới dừng lại Màn đụng xe nguy hiểm xảy ra trước mắt Đã nhanh chóng thu hút người quanh đó bu lại xem Lúc này đã 9 giờ đêm. Mọi người đều cho rằng chắc người lái xe say rượu nên mới xảy ra tai nạn như thế. Sau trận tông đụng quá cỡ, xe tiền khôn toàn bộ đều biến dạng, miếng sắt của dãy phân cách bị xiên vẹo, rách méo, dè ra và chỉ vào cách đùi phải tiền khôn 10cm. Nhờ vậy mà chân ông không bị thương, ngoại trừ chớp mũi bị trầy xước, chảy máu và đùi bị sưng đỏ ra, Bản thân tiền khôn không có gì đáng lo Đứa con gái chỉ bị say sát nhẹ Chập sau Có một phụ nữ trung niên Gương mặt xinh đẹp Lộ vẻ thất thần Chạy đến chỗ xảy ra tai nạn Thấy vậy Đứa con gái tên Linh Linh Vội đưa tay quát Và kêu lớn Má ơi Nhìn thấy hai cha con bình an Bà mới bình tĩnh trở lại Người phụ nữ trung niên này Muốn là một Phật tử thuần thành Bà Ăn chay Niệm Phật nghiêm trì giới luật là một Phật tử tu hành tại gia gương mẫu, được nhiều bạn đạo cảm phục noi theo, ai nấy đều gọi bà là Vương giáo sư. Từ sau khi bà học Phật rồi, trong gia đình có thay đổi lớn, đứa con gái vốn tính phóng túng ương bướng đã bắt đầu hiếu kính cha mẹ, cũng bắt chước ăn chay niệm Phật theo. Cả nhà đồng tu, chắc chắn trí huệ xuất hiện chồng bà càng dốc sức ăn chay phóng sinh họ học phật chưa đầy 4 năm đã trở thành một gia đình phật hóa sống gương mẫu và hạnh phúc đến nỗi nhiều người nhìn vào phải thèm muốn ước ao vì sao gia đình phật hóa này lại gặp tai nạn bất ngờ như thế sự tình phát sinh bắt nguồn từ một tháng trước sáng hôm đó bà vương đi chợ người bán rau có ý tốt tặng cho bà một mớ đậu ăn thử Đầu này nếu ăn sống thì không ổn Bà Vương do không rành Nên đã ăn sống Kết quả Bà bị thổ tả Sức khỏe suy yếu khó kham Do máu huyết không đủ Chứng đau lưng của bà tái phát Hay tin này rồi Tôi vốn là thầy thuốc Việc nghĩa chẳng từ nan Liền vội đến nhà bà Chuẩn trị Kết quả chứng đau lưng đã thuyên giảm Lúc này trời đã khuya Khi tôi giả từ ra về Bà Vương liền nhờ chồng và con gái hộ tống tôi về nhà Họ đưa tôi về xong Trên đường quay về Thì xảy ra hiểm nạn như thế Đêm đó Khi tôi nghe tin họ bị đụng xe rồi Thì suốt đêm cứ trằn trọc lo lắng Không thể nào chợp mắt được Hôm sau Tôi mang tâm tư ấy nấy qua thăm Còn chuẩn bị cơm tối Đem tới nhà họ Điều khiến tôi kinh ngạc là Trải qua một trận tai nạn kinh hoàng như vậy Thế mà cả nhà họ vương Tâm thái rất tốt Ai nấy đều súng nhau sám hối sát nghiệp Đã tạo trong dĩ vãng Đồng cảm ơn Phật lực gia trì Khiến họ tội nặng Được trả báo nhẹ Nên mới bình an Cả nhà họ vương hiểu sâu sắc rằng Quả báo thống khổ này Nhất định là do nhân xấu kiếp xưa Họ từng tạo khó thể dung thứ kinh đại bảo tích nói giả sử trải qua trăm ngàn kiếp nghiệp đã tạo không mất nhân duyên hội đủ thì quả báo đến liền thọ phật vì chúng ta tuyên thuyết chân lý thường hằng bất biến của vũ trụ nguyên nhân xảy ra tai nạn xe bất ngờ này bắt nguồn từ một lỗi lầm thê thảm giờ tôi xin kể ra câu chuyện nhân quả này để mọi người thêm kiên định đạo tâm cùng dứt ác hành thiện truy về nguồn cội té ra hạt giống không lành này được gieo vào đời thanh thuở xa xưa đó bà vương tiền khôn và đứa con gái linh linh đều là nam nhân đồng kết bái huynh đệ đối với nhau thân thiết như ruột thịt lúc đó cả ba đồng làm quan cho triều đình họ cư xử chính trực với người không dung túng giả ngụy do vậy mà đắc tội với những kẻ có tâm địa tiểu nhân nhóm quan buồn dạ xấu xa này âm thầm cấu kết lợi dụng trong tay đang có quyền lực đã nhiều phen ám hại hồng loại trừ ba người này xem họ như cái gai trong mắt nhưng bao lần lập mưu gian đều không đạt thành cuối cùng trong một vụ xử trọng án đoạt quyền xoán vị đám quan ác này đã rắp tâm giá hòa vu oan cho ba người là đồng đảng phản tặc và đang ngụy tạo vật chứng nhân chứng đầy đủ kết quả triều đình lập tức truyền lệnh truy nã ba người này được mật báo trước nên kịp thời đào nạn trốn vào thâm sơn nhưng đám quan tiểu nhân không nản lòng chúng liên kết hợp tấu với triều đình cho bắt những bạn bè thân thích từng quan hệ mật thiết với họ đem trừng phạt nặng làm lớp chết, lớp bị thương, gieo hoảng loạn trong lòng người, khiến cho không ai dám giúp ba người này nữa. Trốn tại thăm sơn hoang vu vắng bạc bóng người, cả ba kẻ hàm oan không hề hay biết chuyện này. Về sau, khi nhận được hung tin các thân hữu của mình bị liên lụy đã lãnh thảm nạn cả rồi, thì họ đồng hiểu lầm cho là do Trương Đại Nhân, người xét xử án, đã cố ý hãm hại họ. Thật ra, Trương Đại Nhân tuyệt không phải là người xấu. Ông bị ép phải xử án này. Nhưng ngay khi vừa tiếp nhận án, thì chính ông đã phái người ngầm báo tin cho ba người hay trước để họ kịp đào nạn. Do không biết rõ mình được ông âm thầm cứu nguy, nên ba người đồng phát thệ sẽ báo thù cho những người bạn bè thân thích của họ. Sau khi bàn bạc xong, vị đại ca là Linh Linh, bèn phát thảo mua kế đánh lừa Trương Đại Nhân. Họ bắn tin, hẹn ông ra ngoại thành, vào rừng gặp nhau, và cho nhị ca, tức tiền khôn phục sẵn. Rồi từ phía sau bất ngờ tấn công đánh úp dùng thủ đoạn tàn dẫn sát hại ông Trương. Phần tam đệ là bà Vương đời này, có bốn phần canh chừng. Thời đó, tôi là một trong những thân thích của họ. Khi tôi vào rừng chứng kiến hành động của ba anh em kết bái này chẳng những tôi không can ngăn mà còn mang theo thức ăn tiếp tế hỗ trợ tôi lấy bánh bao đưa cho họ ăn ba người ăn no rồi thì vội đem xác ông trương thiêu hủy và chạy trốn phần tôi thì giả vờ như không hay biết chuyện gì lo di tản đi xa bỏ về quê từ đó trương đại nhân bạc tin ở chốn dân gian vì vậy mà đời này tôi cũng phải thọ báo ngay tối đó khi mang thức ăn vào trong nhà bếp cho vương cư sĩ tôi mới cầm cốc lên chuẩn bị rót trà thì bỗng trợt chân té nhào xuống đất và cái cốc vuột tay văng tưng rồi rơi xuống đền gạch kêu một tiếng nhưng không vỡ điều này khiến mọi người âm thầm thấm thía nhân duyên quả báo chúng tôi đều hiểu rõ nếu không giờ chúng tôi đồng phát tâm tu theo phật pháp thì quả báo khủng khiếp có thể tưởng tượng được. Vì nhân như thế, ác quả phải như thế. Sau khi về nhà mình rồi, tôi ôm mãi niềm ăn năn dây dứt, thầm sám hối trong lòng, vì đời quá khứ đã từng hợp lực làm hại trương đại dân tốt bụng. Trước bệ Phật, tôi quỳ tụng bảy biến kinh địa tạng, thiết tha hồi hướng cầu siêu cho ông Trương. Ngày thứ ba, khi tôi tụng hồi hướng xong, Đột nhiên, nghe bên tai vang lên tiếng nói thật nhẹ. Tôi đi đây. Tôi liền bảo ông ta, tôi mong anh quy y Tam Bảo, niệm Phật thật nhiều, dứt ác hành thiện, khéo phát đại Bồ đề tâm, làm lợi ích chúng sinh. Cầu anh ngay đây được giảng sinh thiện đạo, thính pháp nghe kinh, tu hành thật tốt, sớm đến bờ giác. Qua việc này có thể biết, tất cả những gì ta gặp trong đời đều không phải là hiện tượng ngẫu nhiên mà do quả báo chiêu cảm thuộc về nhân gieo thuở trước chỉ vì chúng sinh mê muội nghiệp nặng nhìn không thấu vậy mới có câu bồ tát sợ nhân chúng sinh sợ quả thế nên khi đối diện với hoàn cảnh trong gai không thuận lợi phải bình thản tiếp nhận báo ứng nỗ lực tạo nghiệp tốt lo sửa lỗi hành thiện dốc sức tu trì để cứu chuộc lỗi xưa. Lời người dịch Có lẽ bạn đọc sẽ thắc mắc Vì sao gia đình tiền khôn biết được nguồn cội ân quán đời quá khứ? Tất nhiên quả hồng thì dư biết điều này rồi Nhưng nhà tiền khôn là gia đình Phật hóa Tu hành nghiêm cẩn theo Phật Pháp Nếu không biết quá khứ thông qua định lực Thì vẫn có thể mộng thấy Hoặc do người báo oán nhắc xin dẫn chứng bằng hai câu chuyện. Một, Phật tử chịu ân kể tôi nghe, chỉ có người bạn là X cứ than thở sao mình vướng phải nợ nần khốn khổ. Vì vậy, X đã trì kinh và chí thành nguyện trước Phật, xin cho mình hiểu rõ nguyên nhân từ đâu. Sau đó, X nằm mộng, thấy kiếp trước mình vào nhà người, gặp món tiền rất lớn, người ta để hớ hơn. X khởi tâm tham, trộm lấy chưa kịp cất thì bỗng có nhiều người bước vào nhà hoảng sợ nên ít vội lao vào nhà vệ sinh bỏ tiền vào bồn cầu bấm nước dội phi tan để không bị lộ tẩy là mình ăn cắp dù tiền đó chưa xài được nhưng tội đã tạo thành do vậy mà đời này ít phải trả nợ triền miên thức dậy ít tỉnh ra và nguyện từ đây tu sửa đàng hoàng không còn than thở vì nợ vô lý ập đầu nữa Kể xong câu chuyện này Is nói Mình làm bình chịu chứ trách ai Gieo nhân xấu Thì phải gạt quả không lành thôi Hai Một người bạn khác của Diệu Ân kể rằng Đêm đó Cô đang ngồi trì chú đại bi Thì bỗng dưng nhìn thấu xuống địa ngục Thấy mẹ mình bị hành hình thê thảm Đang khủng khiếp Vì cảnh tượng địa ngục Thì cô nghe tiếng xe chồng cô chạy về và bừng tỉnh sau việc đó cô phát nguyện từ đây vĩnh viễn tu hành để thoát ly cõi khổ đây là việc thường xảy ra cho nên những cảnh giới kiếp trước hay cõi khác người bình thường cũng có thể thấy đến chứ không phải có thần thông mới biết chơi cổ phiếu chướng ngại tu hành trương cư sĩ học phật rất tinh tiến mười mấy năm như một ngày nghiêm trì giới luật tùng kinh bái sám tổ chức phóng sinh in kinh định kỳ chỉ cần là việc lợi ích chúng sinh ông đều phát tâm dốc sức làm là một cư sĩ tại gia chân chính mấy năm nay nhờ một bề dốc lòng bố thí rộng trồng phúc điền cho nên sự nghiệp kinh doanh đồ điện gia dụng của cư sĩ phát hết sức thuận lợi tích lũy được nhiều của cải sống sung túc giàu sang đầu năm nay một người bạn đề nghị ông chơi cổ phiếu để tài sản tăng thêm. Trương cư sĩ nghe nói rất thích, nếu thông qua thị trường cổ phiếu mà kiếm được nhiều tiền, rồi dùng vào việc lợi ích chúng sinh, thế chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao? Ông vừa khởi tâm động niệm như vậy, thì tối đó trong mộng, thần Hồ Pháp lập tức nhắc nhở ông. Người tu hành không nên chơi cổ phiếu. Sau khi tỉnh dậy, câu nói thần hồ pháp cứ văng vẳng bên tai khiến trương cư sĩ suy gẫm mãi sau đó ông thoạt nhiên hiểu ra muốn tu cho thoát ly tam giới đã thật tu thì không nên chơi cổ phiếu vì cổ phiếu thường trồi lên trục xuống mà trong thị trường cổ phiếu có rất nhiều rủi ro cá nhân hay thiểu số đều có tâm lý đầu cơ khát vọng kiếm nhiều tiền trong đây vô tình giúp dục vọng và lòng tham không đáy của mình tăng trưởng. Loại tâm tham này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự khang kiện tâm linh, nên đối với người tu có hại hơn là có lợi. Chơi cổ phiếu, tất phải quan tâm đến tình hình cổ phiếu. Phải khởi tâm động niệm lo lắng rất nhiều. Do vậy, phiền não cũng phát sinh theo, lệ thuộc thị trường cổ phiếu chấn động hoặc tuột dốc, khiến tâm sinh bất an chìm vào tính toán tiền bạc và bị vướng kẹt trong đó. Một khi tâm thường lo sợ rối rắm thì khó bảo trì định lực, khó giữ được an lạc. Thử hỏi, người tu mà lúc nào tâm cũng trộn rộn phải lo tính toán về tiền, ưu tư vì triều lưu cổ phiếu bị lệ thuộc vào chuyện được mất như thế thì làm sao có thể viễn ly điên đảo mộng tưởng đạt đến cứu cánh niết bàn? Tất nhiên, nếu bạn đã phá hết chấp trước Thì chẳng có gì để nói Thế nên tại đây xin chân thành cảnh tỉnh các pháp hữu Đã là người chân chánh tu hành Thì không nên chơi cổ phiếu Giải thích thêm Duyên khởi duyên diệt Thân ta có vạn mối khổ Vì cơm áo ăn ở Mà hàng giờ hàng khác Đều phải khởi niệm tham chất chồng Đệ tử Phật chỉ cần tịnh tài, tịnh khoản để nuôi dưỡng sát thân. Tiền tài không thanh tịnh, chớ nên dùng hay tích trữ. Phải tin sâu nhân quả mới là con đường mưu sinh của người tài gia. Nếu muốn tu hành chân thật, xin khuyên bạn, những nghề nghiệp đầu cơ giống như chơi cổ phiếu cần phải cẩn trọng, lánh xa. Lời người dịch Có thể sẽ có nhiều bạn cho rằng, thực khắc khe khi nói chơi cổ phiếu chướng ngại việc tu hành. Ở vị trí một tu sĩ, tôi cũng tán đồng bài này. Vì nếu đầu tư vào cổ phiếu mà lòng tối ngày cứ thấp thỏm không yên thì chính là vì vật chất mà ta đánh mất sự thanh tịnh, an bình của bản tâm. Trong báo ứng hiện đời tập 3, trang 231, kể ông tổng giám đốc công ty địa ốc giàu có tiền tỷ tỷ ông chơi cổ phiếu có lần trong 15 phút mà bị mất lời 470 vạn thế là ông chấn động suốt huyết não và đột tử cho nên chơi cổ phiếu gây chướng ngại là ở điểm này còn nếu bạn chơi mà dù cổ phiếu lên xuống trúng đậm hay thua to gì lòng bạn vẫn thanh thản bình an thì chẳng có gì đáng nói bạn có toàn quyền quyết định theo ý thích của mình thai giáo, giáo tuyệt vời lời người dịch thoạt đầu khi đọc đến tựa của câu chuyện này tôi đã rất thờ ơ không muốn dịch nhưng sau đó tôi ráng đọc thử xem tác giả muốn nói gì và câu chuyện đã khiến tôi cảm động xin được chia sẻ với bạn đọc nhất là chư phật tử tại gia những người trẻ tuổi sắp làm cha làm mẹ tiết đình là một nhạc công khi mang thai, cô bắt đầu có niềm tin chân chánh đối với Phật Pháp, nên phát tâm nghiêm trì ngũ giới, tập tu theo Pháp Phật và quyết định giáo dục thai nhi theo Phật giáo. Chúng ta hãy nghe Tiết định thuộc lại câu chuyện giao cảm thần linh thần kỳ giữa hai mẹ con họ. Sau khi kết hôn, chị muốn đứa con sinh ra được khỏe mạnh thông minh. Tôi rất chú trọng đến ẩm thực, lo tập luyện, chuẩn bị chu đáo đủ cách thấy trong kinh địa tạng ghi rằng chúng sinh ở cõi ta bà đời vị lai những người sắp sinh con nếu trong bảy ngày mà tụng kinh địa tạng bất khả tư nghị này và niệm danh bồ tát đủ dạng biến thì đứa con sinh ra dù nam hay nữ đời trước có ương báo cũng liền được thoát khỏi an lạc dễ nuôi thọ mệnh tăng đoạn kinh này đã ban cho tôi chỉ đạo quý báo tôi tin tưởng và cảm thấy được khích lệ rất lớn vì vậy tôi quyết tâm nuôi dưỡng đào tạo ra một đứa bé băng thanh ngọc khiết có tư chất thanh cao nhất quyết hung rút trí tuệ và phúc đức cho nó theo phật pháp tôi trong thời kỳ mới hoài thai tôi bắt đầu vì con tụng kinh địa tạng do thân thể chưa quen không thoải mái nên tôi chỉ thành kính tụng kinh địa tạng vào 10 ngày trai. Thoạt đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản. Làm vậy là giúp cho sinh mệnh bé bỏng mới tượng hình trong bụng tôi, có thể được nghe bộ kinh bất hủ của Phật Thuyết. Tôi quyết tâm vì bé, tiến hành việc thai giáo tốt đẹp nhất, theo Phật Pháp, nên lòng cảm thấy rất hạnh phúc, tự hào. Niềm vui này thật khó mà diễn tả hết được. Tôi luôn cầu chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi ban cho tôi một đứa con như nguyện mang thai được bốn tháng nhờ thiền tri thức khai thị được người nhà tôi dốc toàn lực ủng hộ và chăm sóc tôi triệt để tin lời Phật nên hoàn toàn ăn chay ăn chay không những giúp tôi có dinh dưỡng tốt thanh sạch mà cũng chẳng bị mỏi mệt khó chịu ngược lại còn khiến tôi mặt mày hồng hào tươi tắn thân tâm an vui tinh thần thể lực sung mãn sau đó tôi tiến bộ hơn có thể vì con mỗi ngày tụng một bộ kinh địa tạng siêng năng không lười tôi đối với những điều phật nói trong kinh vững tin không nghi tôi tụng kinh âm thanh rõ ràng ngày ngày bầu bạn cùng thai nhi đang dần lớn lên trong lòng sung mãn niềm an lạc hân hoan chưa từng có vì kinh nghiệm đang thực hành lòng luôn mong mỏi khát khao mau được nhìn thấy mặt con thời gian trôi qua thấm thoát mùa hạ đến tỏa khí nóng oai bức khó chịu nhưng tôi không chút lười biếng vẫn nỗ lực dụng công ra sức thanh năm quả dục nghĩa là tai chẳng nghe tiếng ác mắt chẳng nhìn việc ác tinh tấn không lười luôn dùng chánh niệm hộ tâm mỗi ngày tôi vì thai nhi tụng kinh tận lực làm một người mẹ tốt đúng cách hôm nọ lúc tôi tụng xong bộ kinh địa tạng thì cảm thấy cổ họng khô đau liền tiến đến tủ lạnh định lấy kem ăn giải lao thưởng công cho mình đã cực khổ tụng niệm nãy giờ nhưng ngay giây phút tôi mở tủ lạnh ra đột nhiên trong đầu tôi vang lên tiếng nói Mẹ ơi, đừng ăn kem, con sẽ rất lạnh. Việc này thật bất ngờ, khiến tôi tưởng mình nghe lầm. Lòng cảm thấy rất kỳ quái, nên thầm nghĩ. Đây chắc là do ta tự nghĩ lẫn thẩn, hoặc là một dạng tự kỷ ám thị mà thôi. Vì vậy tôi không chú ý cho quyết định. Nghĩ một chút, lát nữa sẽ ăn vậy nghỉ ngơi xong tôi lại đến mở tủ lạnh thật không ngờ cảm thọ lúc nãy lại xuất hiện mẹ ơi đừng ăn kim con sẽ rất lạnh câu nói này một lần nữa vang lên mãnh liệt trong óc tôi rõ ràng là thai nhi trong bụng đang dùng tâm nói chuyện với tôi và mách cho tôi biết những cảm thọ khổ vui của nó giao cảm kỳ diệu này khiến tôi hiểu sâu sắc thai nhi và tôi đang tâm tâm tương thông tâm tâm tương tri kinh địa tạng đã giúp tôi và con liên lạc mật thiết mầu nhiệm cùng nhau mẹ con chúng tôi đồng hiểu nhau qua ngôn ngữ nội tâm cùng cảm thọ kết thành thiện duyên mẫu tử cực kỳ thâm sâu quyền diệu trong đời này tôi đã từng dùng tâm thành tâm cung kích tụng phật thuyết trường thọ diệt tội hộ chứa đồng tử kinh trong kinh diễn tả khi con ở trong thai nếu mẹ ăn nóng con khổ như đang ở trong cái nóng địa ngục nếu mẹ ăn lạnh con khổ như đang ở trong cái lạnh địa ngục cả ngày thống khổ vừa theo đoạn văn kia giây phút tôi và con tâm linh cảm ứng đã chứng thực giải rõ điều này khiến tôi xúc động vô cùng mãi mãi không thể quên. Lời Phật đúng là chân ngữ, thật ngữ mà. Đây cũng là ứng hợp với những điều trong cuốn sách thuốc Thiên Kim Phương. Trong đó có nói, trong lúc mang thai mà ăn cực nóng hay cực lạnh là cấm kỵ. Từ đó vì thai nhi, bất kể thời tiết nóng bức ra sao, tôi cũng không dùng qua thức lạnh nào. Cục cương sinh ra được hai tuần. Theo thói quen Tôi cho bé ăn hoàng liên Một loại thuốc bắc Khiến bé đi tả không ngừng Ngắm nhìn bé ốm gầy Không còn sức lực Lòng tôi nóng như lửa đốt Cực kỳ bất an Tôi áp mặt vào dần trán tái nhợt của con U tư trăm mối Tâm rối như tơ Thì ngay lúc đó Trong óc tôi chợt xuất hiện một câu nói Mẹ ơi Mẹ đừng dùng trứng gà nữa. Ăn trứng gà với con rất là không tốt. Tôi bừng tỉnh ra. Chính là bé cưng đang nói với tôi. Tôi hoàn toàn ăn chay đúng theo kinh địa tạng dạy. Nhưng do để thúc sữa, chị dâu tôi đã ngày ngày làm rượu trứng gà cho tôi uống. Lần này, tôi bắt đầu thưởng thức cuộc đối thoại tâm linh thú vị cùng con tôi khởi ý nghĩ trong tâm Con cưng à Mẹ phải làm sao con mới an ổn đây Bé lập tức hồi đáp Mẹ hãy mau tụng bảy bộ kinh địa tạng Hồi hướng cho an gia trái chủ của con Không chút chậm trễ Tôi lo tụng cho xong bảy bộ kinh địa tạng Sau đó tôi hỏi bé Mẹ đã tụng xong bảy bộ rồi con muốn mẹ làm gì cho nữa bé đáp bắt đầu từ nay mỗi ngày mẹ tụng cho con một bộ kinh để tạng nha tôi lại hỏi tụng đến bao giờ mới ngừng bé đáp tụng đến khi con có thể tụng kinh được thì ngừng vậy bao giờ con mới có thể tụng kinh được bé đáp bảy tuổi tôi bỗng nhiên tỉnh ra. Từ đó, hàng ngày tôi tụng kinh không ngừng. Tôi tụng kinh đến hôm thứ hai, thì chứng đi tả của bé liền dứt. Khi tôi viết đến những dòng chữ này, thì bé đã được hai tuổi rồi. Thân thể mạnh khỏe, an lành, dễ nuôi. Đồng thời, để hoàn thành lời hứa với con, tôi hàng ngày vì bé tụng một bộ kinh địa tạng. Bảy năm, sẽ là 2555 bộ kinh. Tôi và chồng tôi tin sâu, bé có thể dùng nhân duyên này để quá độ chúng tôi tinh tấn tu hành. Tôi hiểu sâu như vậy là cả nhà chúng tôi cùng nhau chung sức hoàn thành đạo nghiệp. Tùy theo con, ngày càng trưởng thành, mà đạo nghiệp của chúng tôi ngày càng tinh tấn, đồng thời thiện hạnh, thiện đức của chúng tôi cũng tăng trưởng theo. Điều này đối với cả gia đình chúng tôi mà nói Quả là an vui hạnh phúc biết dường nào Tiết đình Giải thích thêm Con và mẹ là do nhân duyên cực sâu Mà chiêu cảm nên tình thâm Trong thời kỳ hoài thai Mẹ cùng con thực sự nương nhau Liên quan từ máu huyết Xương thịt Tinh thần cho đến thể chất Vì thai nhi tụng kinh đại thừa Chính là thai giáo tốt nhất tôi đã gặp nhiều người khi mang thai tụng kinh địa tạng lương hoàng sám hay các kinh đại thừa khác đứa con sinh ra thật là xinh đẹp thông minh mạnh khỏe an lạc dễ nuôi đây là bài văn từ thuật chân thành của một người mẹ ở thượng hải lúc bà sinh ra mười lăm ngày thì tôi gặp ba người cả nhà họ và đích thân kiểm nghiệm nội dung câu chuyện này hoàn toàn có thật và rất đáng tin Phá thai là tội nặng Hiện nay trong xã hội Vấn đề phá thai ngày càng nghiêm trọng Quả báo phá thai rất đáng sợ Không những ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng Mà còn tạo nên thống khổ cực lớn Cho tâm tư lẫn sức khỏe của nữ giới Hơn nữa Tương lai còn phải chịu khổ báo nơi địa ngục Chúng ta phải tận lực đề xướng thuyết yêu quý thân mạng ngăn cấm việc phá thai đệ tử tài gia của phật nên sống chung thủy tiết dục giữ gìn và quý trọng sức khỏe mình riêng đối với người đã phá thai không phải chỉ sám hối thôi mà còn phải phóng sinh tụng kinh hồi hướng cho vong thai mới mong giải quán kết ngày nọ có một nữ sĩ họ kim đến phòng mạch chúng tôi khám bệnh cô trông rất thanh tú búi tóc trái đào dung nhan buồn thảm mặt tối sầm trông rất tiều tụy vừa vào cửa cô kim thống khổ nói thật nhỏ bác sĩ bác sĩ ơi xin hãy giúp tôi ơi, cứu tôi ơi, cả người tôi đau đớn bác sĩ bác sĩ ơi tôi bắt mạch cho cô ta thấy mạch mệt mỏi vô lực như vừa trải qua cơn bình nặng Tôi liền hỏi Cô giáo gần đây có phá thai không? Cô Kim bật khóc Sụt sùi kể Tôi năm nay 35 tuổi Khó khăn lắm mới có được em bé Mang thai được 7 tháng Đến bệnh viện kiểm tra Thì bác sĩ nói Tim em bé phát triển không ổn định Tốt nhất Nên đình chỉ việc mang thai nhưng mà trong lúc tôi đang do dự chưa quyết thì bắt buộc phải dâng theo ý người nhà triệt phá cái thai bảy tháng đó đi kể từ hôm phá thai xong tâm lực tôi suy sụp cùng cực mãi cho đến nay lúc nào tôi cũng có ý muốn tự sát và rất thống khổ bác sĩ bác sĩ ơi hãy cứu tôi với hãy cứu tôi với bác sĩ kim nữ sĩ vốn là người có sự nghiệp thành đạt Cô kết hôn đã ba năm Rất khao khát có con Năm nay Nguyện ước cuối cùng cũng đạt được Nhưng do thời kỳ đầu mang thai Cô thường phải ra ngoài công tác Lại thêm chuyện xã giao Thù tạc với khách Dẫn đến việc tạo dịp sát sinh liên miên Cô đã không biết bảo vệ sức khỏe mình Trong lúc mang thai Lại chẳng có cơ may được nghe giảng Hay biết đến Phật Pháp Suốt 7 tháng mang thai Cô cũng không gặp được người bạn Phật tử nào do chẳng biết bảo vệ thai tốt mới tạo thành bi kịch như vậy. Nhìn Kim nữ sĩ đau khổ, tôi khuyên cô không nên kích động, phá thai đối với phụ nữ rất là nguy hiểm. Cô phá đứa con đã 7 tháng lại còn nguy hiểm hơn. Sát hại phá thai hết sức nghiêm trọng, không những gây tổn hại cho sức khỏe của bản thân mà còn làm giảm thiểu hạnh phúc, ảnh hưởng đến sự phát triển sự nghiệp gia đình về sau. Bây giờ ngoài việc chữa trị bằng thuốc men Cô còn phải thành tâm thành ý sám hối các sát nghiệp của mình đã tạo ra Hãy vì dông thai tụng kinh Phật thuyết trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử đà la ni kinh Ít nhất 7 bộ hàng ngày nên tụng đều đặn một hai bộ Có thể quỳ tụng rồi hồi hướng cho dông thai bị phá Giúp nó nghe Phật Pháp sớm giảng sinh thiện đạo Cô Kim nghe xong gật đầu được một tháng rưỡi cô đến tôi thấy mặt mày cô đã đổi khác nhan diện tươi hồng tinh thần phấn chấn cô hướng hở mắt tôi hiện giờ sức khỏe em đã hồi phục chính phần tâm lý của em cũng thoải mái không còn tư tưởng muốn tự sát nữa ừ, thật là cảm ơn bác sĩ nhiều lắm nhìn cô sống lại tìm được niềm tin tôi nói với cô rằng cô không cần cảm ơn tôi hãy cảm tạ Phật pháp tất cả chúng sinh đều có phật tính vì vậy ta phải dùng lòng từ bi đối với mọi chúng sinh không nên làm thương hại từ vô thị kiếp đến đây do không được nghe hay biết đến phật pháp mà chúng ta tạo vô lượng tội làm thương hại vô số chúng sinh cho nên ta phải thành thật nhận ra lỗi lầm của mình không quán trời trách người chỉ thành tâm sám hối rộng làm công đức hồi hướng cho những kẻ bị mình làm tổn hại, có như vậy mới mong được chúng sinh tha thứ. Khi cô về nhà, nên thường xuyên đọc, nghiên cứu kinh Phật cho nhiều, ráng xem kinh Kim Cang sư tuyên hóa giảng để hiểu ý nghĩa quan trọng của cuộc sống. Xem xong kinh, cô sẽ biết mình phải làm sao. Chính trong bước đường học Phật tu hành thực tiễn sẽ tìm ra con đường ly khổ được vui nếm mùi vị đại giải thoát sống một đời có trí tuệ và thay nhi bị phá cũng nhờ nghe kinh nương theo đó mà giải oán à 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 giải oán, à giải oán. À giải oán.